Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming. Và trong video hôm nay mình sẽ quay trở lại với series game GTA 5 ha. Hôm nay mình sẽ vào vai dân gao đỏ đi lộ bơi trong thành phố ha. Thì như các bạn đã thấy, nay mình sẽ đi con xe rất là đặc biệt. Chính là con xe xe dành cho người lùn. Xe này tỷ lệ hình như là 1.3.4 gì không ta. Tại 1.10 nó nhỏ xíu, 1.10 nó nhỏ cỡ cỡ mấy con xe đều quá nó 1.10 là cỡ nhiêu ta. 1.1 là tỷ lệ thật, còn chung là cái tỷ lệ này là nó tỷ lệ này là 1.5 hay bao nhiêu tầm tầm cỡ đó. Nhìn không thấy được cái cabin, không thấy được cái bình xe, tại vì cái xe nó nhỏ xíu à. Cái người thì nó bự nhưng mà cái xe nó có chút xíu cho nên là không có nhìn thấy được. Từ đây mình đi độ xe trước ha. Để nâng cấp sơ sơ con này cái đã. Rồi chở thêm đứa nó thì cũng lắm rồi, cho nó ngồi ở phía sau á, không cho nó đu cầm cũng được. À quên, hình như là mình đang, đúng rồi, đang đổi nhân vật qua đang qua siêu nhân gao, không có đổi, không có nâng cấp được. Rồi nâng cấp trong này sơ sơ đi. Sơn màu đỏ đi. Đang nó đang đỏ sẵn nhưng mà kiếm cái màu này nào. Này nó cùng hợp hơn. Hợp với cái bộ đồ hơn. À, performance là như là sức mạnh á, ammo available là như là tất cả những cái hiện tại mà mình có thể nâng cấp được, bỏ đi. À, con này làm gì có neon. Xe mô tô có neon đó hả? Chơi màu đỏ thử. Rồi xe online. Rồi vậy được rồi. Như thôi chứ không cần gì hết trơn, này là ghi là gao đỏ. Gao đỏ. Rồi ok, khách hàng đầu tiên. 373m tới liền. Gao đỏ tới nè. Nhỏ, xe nó nhỏ cho nên nó hơi bị giật xe xíu đó. Lần qua mấy góc cô nó hơi giật con xe. 2 bà nghĩ là tôi đã như vậy rồi, tôi ngồi con xe có chút xíu, 2 bà nghĩ 2 bà ngồi sao hả? Rồi 1 bà lên rồi, ok rồi, bà kia sao, đu câm hả, đâm cu à? Ê, bỏ cái từ đó đi. bỏ cái từ đó đi. Lẽ lời được không, được không, được lẽ lưỡi quen. Sorry mấy bạn nha. Tao quýt lộn mấy con mẹ, đứng mấy con mẹ thôi như cổ vũ à. Con mẹ đi rồi, bới nói mẹ quê con mẹ đi rồi. sorry lẹ lưỡi, nó nói nó hơi sai xíu rồi mấy bạn thông cảm. Để hai mẹ đánh nhau đi, mình đợi mình lấy tiền. Sao ghi đùa cầm. Ai cái này ăn chửi đã luôn. Rồi xong rồi, xong knock out luôn. Quýnh mà cái mà đứng như là đứng liệt ngược ra sao, knock out luôn. Ok tụi quýnh hai bố chưa knock out hả? Thôi mệt nó quýnh luôn cho. Đây. Rồi knock out. Đó đồ nó cán quá kìa. Ác thiệt chứ. Chạy. Mấy bạn thông cảm nha, mình nói nó hơi lẹ lưỡi xíu, nó hơi sai sai chứ mấy bạn đừng có chửi mình, tội mình đâu. Trời, mình không muốn cố ý nói đâu đó, giờ mình nói chứ nào mà chữ thề nó bậy đúng không, tại lẹ lưỡi. Thông cảm giúp mình nha. Ok. Ôi xe nhỏ, đúng rồi, đúng rồi, xe nhỏ ghê không. À. Xe nhỏ mình thích làm thì mình làm chứ. lộn mấy bạn thông cảm. Ở da bay không được, xe nhỏ bay không được, xe bự chắc bay được. Bay ủi trời, easy. Anh hơi bị trớt. Ghê không? Ôi,
Ôi quá đẹp trời, nãy giờ hai pha highlight đúng không ta, một pha là mình cán cái bụi cây mình bay lên trời, một pha là mình cán cái con sen bay lưng tới trên cầu luôn, ghê không, cầu vượt highlight hoặc làm ba like luôn cũng được. Rồi bây giờ tiếp người tiếp theo 400m. Thôi nhắc cái cũ nữa nha, bỏ đi bỏ đi, nhắc hoài nhớ buồn lắm. Rồi gồm gồm, ôi ơi thắng mà thắng không được vậy. Rồi đúng đúng nhẹ cái mà con mẹ giật, như kiểu mà tôi chạy từ tốc độ cỡ mấy trăm km cho mấy trăm cái chuối với một giờ đụng mẹ vậy. Rồi anh trai lên trai. Chạy bên này là thắng từ góc đường rồi mà thắng qua tới bên này luôn, qua tới cái qua tới bên kia đụng ngay con mẹ đó luôn. Xe này nè anh trai, lên lên, em siêu nhân đỏ em yên tâm là bảo đảm an toàn. Nó mà hiểm vô không? Rồi vô. Cũng 110 giây vẫn chịu đội, mày chết cha mày tao. À, nó gọi luôn kìa, nó gọi, nó gọi người ta đập mình kìa. Tao nói rồi không chịu thắt cái gì rớt vậy, cái gì rớt. Nói rồi không chịu thắt gian lâu rồi, không thắt gian tàn nó nguy hiểm là đập đầu vô cục điện chết. Đây là định mệnh. Ai gọi ạ? Bà đụng nhẹ xe nó cũng kêu nữa. Gao đỏ không, xe gao đỏ mà. Ủa mẹ ở đâu vậy? Như mẹ ở trong đó hả? Đù, giữa mặt hả? Đi không? Đâu rồi? Đâu rồi? Kìa kìa kìa, chai già này phải không? Ủa phải đâu, ông này nhân viên hay cái gì á? Ủa chứ cái bà đó đâu? Bà nhảy qua bên kia luôn rồi. Đù, giữa mặt chứ gọi bên này mà qua bên kia đứng là không vui đâu à. Mẹ già này. Ui, ui, giờ mày biết khu bên trong này. Nè 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 già. Tụi nó gọi bên trong, nó đi qua bên này nó đứng. Ui, khu này nguyên khu. Đẹp quá trời luôn tao ơi. Đẹp á. À mà giờ mày không nên đóng bảo hiểm mà mày như hơn kia nữa tao không biết đâu ạ. À. Siêu nhân nó giải nghệ, nó không có gì làm mà phải đi chạy Uber đi kiếm tiền thôi chứ sao vậy. Grab chứ, tao chạy Grab. Grab bay. Uber là dành cho xe hơi. Này chạy xe ôm mà xe lậu, xe chùa. Tại mình không có mặc trang phục Grab mà mình là siêu nhân mà. Cứ gọi là Grab đi. Ấy mấy tên đường lên. Chạy họ bể lớn luôn á. Lời ruột hết trơn luôn. Ơi té té cái là mất tiền á, chở gần tới nơi. Ôm đi ôm bụng đi, sao nó meo vậy kỳ à. Té nó cái là xong luôn à, mà đúng ra nãy là mình phải bẻ được gãy cái cục điện chứ ta. Nhưng đang chạy chúng ơi, con chó chạy chúng á, chiếc cái cục điện kia nó đập 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 mặt cho mình cái cây luôn. Tao lên xe nó mới hiểu, nó ăn an toàn á. Nó xanh nó chạy nó tưng quá vậy, bóc quá trời luôn. Nó tưng rồi, tưng rồi, trời ơi nó tưng rồi. Nó xuống. Trời. Ấy cũng được, nó lấy cái nón bảo hiểm mà mình tính tiền thêm là 81 đô ha. Thành thêm 32 đô bò nữa. Cũng được, nó ai biểu mày ngu tới nơi mày chịu lấy nón. Cái cha mày chơi khác. Ui, hay là ai? Ôi bên gọi bên này hả? Thắng không có kịp, xe Đức thắng rồi. Còn là tên có tên thắng thì thôi, thông cảm mà xe Đức thắng. Thắng không có được. Ok lên luôn trai. Có tài heo gì xe mà lên mà ngồi được mà, để đóng hiểm vô. Thắng gian toàn vô. Đó không? Không đợi hả? Không, không ôm eo, ôm bụng mà họ té dập mặt không biết đâu à. Chơi luôn. Đường như mấy mẹ. Con này mà lên 400 nhân đôi cái gọi là sức mạnh của con xe lên 400 mà hơi bị khủng á. Nhưng mà con đó chạy khó, chạy bình thường rồi, xe nó đã khó chạy rồi, thắng không kịp rồi.
không à, chạy nhân đôi nữa chứ học máu mồm luôn á. Thử không, thử không, mình chạy tốc độ thực thực cái này là 400, nhìn gì chứ nó không phải, các bạn thấy không. Đây giờ mình bật nè, đồ đó bây giờ nó mới bật lên nè, ở đâu chưa, đồ đã bật lên rồi nè, chạy không nghe tiếng động luôn, nó lát quá à. Chạy tốc độ nhanh nó truyền khi nó lát máu không kịp hay sao đó, nó không chạy được á, chạy được 400 chạy được á, chạy mà gọi là không nghe tiếng động luôn, mới có nói mà ôi ơi đập mặt nó chết luôn, đang chạy bạch chết luôn. Nó còn có tiền kìa, có tiền kìa, còn sống anh trai. À thôi em gọi bệnh viện giùm cho. À, mày gọi công an giùm lại cái. À, để đi đứa khác cho mày, mày nằm đó mày ngủ đi. Gì đâu mà gọi Uber cho đã, đồng gọi Grab cho đã, đi ngủ gục. Thì chứ cái này gặp mình nãy giờ là sắp mặt luôn á. Bung chậm hơi ảo. Nhưng mà nó vui. Rồi ra đi, ra đi. Rồi nào gọi ra. Lẹ rồi. Ui bà mập. Trời lên xe bà mập đi. Đây nè. Bà chị này mập trời. Như ký à. Ê ê, đợi nó không, đợi nó không, cho 5 giây để quyết định nó hay không. 1, 2, 5, đi. Trời gần xịt chứ nhiêu. Tới nơi cho bà gãy răng thôi, chồng răng mới nha. Ngoài đời cái này là té đái luôn, vừa lên xe là đẩy ga cái là 100 mấy, 200 rồi. Còn hơn mấy con có lớn nữa. Rồi tới nãy giờ rồi. Chiến này chiến đầu tiên là tới nhà đúng không ta? À không, chiến nãy là cái chiến mà chở thằng nãy đi được 80 đô, lúc mà tới nơi nó lấy nó á, thằng đó đó. Giờ kiếm đường phóng lên coi. Nope. Đường này không phóng được. Đường này phóng được nữa. Không được, nó cái dốc nó thẳng quá à. À đây phóng được. Rồi xong. Hay là ai trời. Đây tôi lên tôi chở bà lên tới nhà luôn. Lên lên xe đi. Xe đi bà già. Lòng bà chị lên xe nè, xe nè, cái gì vậy? Sao thấy quay đầu đi rồi? Con mẹ khùng này lên xe nè. Mấy thứ siêu nhân mẹ hoảng à, lên xe nè. Giờ đúng nhìn đúng không, lên xe không? Thôi tôi chạy ra ngoài cho bà lên nè, lên. Cho bà 5 giây để bà quyết định đi hay không. 1 2 à đi. Ok. Đi đi, trời sợ gì? Không đợi nó là chết bà. Vậy anh nhắn tin gì? Hết hồn. Đang try hard rồi thì nhắn tin. Thiệt tình. 240 luôn các bạn, nhìn ảnh các bạn tua video lại mình thấy cái kim nó đẩy lên 240 luôn, chạy đúng nhanh luôn. Nhưng giữa ngoài đời các bạn mới lên xe các bạn dít lên tầm 60-80 nữa. Ngoài đời nha. Cái cảm giác nó feel lắm. Như là nhanh mà không thấy được gì luôn. Ơ rồi rồi xong rồi xong. Ui, lấy lụa. Ủa con mẹ này gần nhà mình đó ta. Nhà mình đây nè. Nhà mẹ này phía trên này xíu bao nhiêu. Đi đi bộ giùm cái nha bà chị. Rồi ok cảm ơn. Bye bye. Xe hơi quá lố. Đụng hàng rào đụng ta. Ok đụng được. Sát kìa, chết bà, cảnh sát nó bắt à. Hành nghề lái xe mà không có giấy phép kinh doanh với lại ở đâu? Grab nó cần kinh giấy phép kinh doanh, không có giấy phép lái xe thôi. Siêu nhân đó giờ tôi quýnh biết bao nhiêu mấy thằng địch, ở lộn mấy thằng người ta gọi là mấy thằng gì? Mấy thằng gì ta hồi đó gọi là gì? Siêu nhân với gì? Bọn gì ác hả? Cái gì? Quá giật, quá giật.
Giờ tôi quýnh bao nhiêu lần tôi cứu đất nước mà hả, bắt tôi là tôi đâm luôn á, xuyên một kiếng một. Lên xe. Xe đẹp quá hả? Ok đi, à, ok này đã nói nè, Vivus Sovereign 0.8 mấy cây. Hiện tại còn 670 mấy mét nữa tới đó các bạn, nhìn cái bản đồ mình có cái hình biểu tượng mũi tên đó đâu, nó quẹo nó kêu rẽ phải, đúng không? Đúng rồi. Xong rồi đi thẳng xuống nó kêu rẽ trái là còn mấy trăm mét nữa. Đó, còn 360 mét nữa. Rồi đúng rồi, nó xuống xin anh trai. Cho em xin lại cái nón đi. Anh trai cho em xin lại cái nón anh trai. Thằng đi chơi mình lên tâm chơi mình biết sao ta lấy tiền mắc hơn. Đội nón người ta sẽ ôm mà xuống xe sớm nó đòi thứ ba luôn này. Nó thèm đòi luôn. Đại gia quá mà. Không mà để cái này chạy đã quá. Không, cái này là mình nhờ cái con xe mà mình thắng lại được ha. À, bây giờ tao hỏi mày một câu, hai chồng mình muốn quýnh lộn mà muốn chia cắt tình cảm, muốn hai đứa vô duyên nằm chung cho nó là ham nóng tình cảm không? Nếu mà có thì lên xe. Rồi ok, chồng lên trước. Giờ lôi đầu nó xuống em. Không, get the fuck up. Rồi, chồng lôi đầu nó xuống quýnh lộn đi chồng. Cái thứ quýnh vợ, trời, cái thứ quýnh vợ à. Ôi, con nhỏ kia nó mơ. Nó mơ kìa, nó mơ. Nó đang đập nước. Trời ơi, ta đang đứng lên mà. Đúng rồi, né nó, đúng rồi, quýnh nó lại giờ. Ôi da trời, hai đứa. Nó quýnh một cái mặt này như kiểu mà say, như kiểu mà bị xỉn á. Đi. Đúng rồi, quýnh vợ, quýnh nó đi vợ. Quýnh nó. Làm đích á, đúng rồi, ừ. Nó chưa có xỉn đâu. Nó đang mờ cái quýnh nó nữa. Rồi đúng rồi, quýnh nó nữa, đạp quại luôn đừng cho nó đứng lên. Cần cán gì không cán giùm cho. Đây, mấy thằng này quýnh vợ. Mày quýnh vợ mày. Rồi nó chết rồi đó. Ok, lấy tiền nữa, thôi bây giờ đi bây giờ. Thì chồng mày kìa, mày không quan tâm luôn hả? Quan tâm không? Đồ con vợ không quan tâm thằng chồng, tán một cái một. Hai chồng mày nằm ngủ đi, hồi con nó tới. Chồng bị quýnh mà nó không quan tâm hết luôn. Nó quýnh chồng. Không phải chồng bị quýnh mà là nó quýnh chồng. Mà đứng nó nhìn mình, nó quan tâm tới chồng, nó nằm nó mũi nằm dưới luôn. Tán mày một cái cho mày tỉnh. Mời trai hả mày? Ui, ai ai. Ôi 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 ôi. Rồi xong lọt nhà rồi, xong hết ra luôn. What the What the. Ôi cái pha này mấy bạn cắt anh ghiếp gửi Facebook cho mình nha, mình cảm ơn. Ôi hơi bị đẹp luôn á. Hơi bị gọi là có tố chất. Tố chất bay đúng đã luôn. Ok đi xuống cầu thang. Dạ yeah. Rồi đi xuống. Bi bò. Nhớ được. Ê, cái đít xe con này nó chạy nhanh, nó lách quá à. Cái đít xe nó kiểu như bị chao đảo cái đít đó. Đang bị công an bắt cho nên là không có bật được Uber, là không bật được Grab. Grab Uber gì cả cha đi. Sơm lậu, có sơm chùa, á không? Sơm lụi hả? Đúng không? Thường mấy ông sơm kia là mấy ông sơm bình thường, còn đây mình là thôi mệt quá sơm free. Free cặp răng. Này thì chứ đang chở mẹ nào, mẹ đập mặt vô cổng là xong luôn, nguyên hàm răng luôn. Tạm biệt bé răng yêu. Cái khách sạn đó hả? Ủa không phải, đó ở đâu á? Đó bên đường. Rồi ok anh Mập, lên xe anh Mập ơi. Lên. Từ máy bay đợi đi. Đợi xíu. Mập từ ngồi vừa ơi. Rồi, ông chả ngồi cái đít giả kìa. Thằng chả không mà thằng này nó té nó không sao hết trơn, nó mập. Té thịt nôm hết trơn rồi. Nói chung là mình anh có võ nha chưa mấy đứa, anh quýnh quá vật bao nhiêu năm mà mấy đứa dám quýnh anh. Chung là anh Mập ơi, anh
ăn ốm lại em tập thể dục cho anh á. Bây giờ anh vô bệnh viện mà người ta chỉ chuyện nước biển không ăn được đồ, đồ ngọt nhiều nó sẽ ốm bớt không. Mình là gọi là thương người, mình không có hại người, thương người. Tiền thì mình giữ giùm mỏng thôi, tại vì để ngoài đường người ta thấy người ta đi ngang người ta vớt mất công ghê lắm. Xã hội bây giờ nó ghê lắm, thấy không? Đó, anh Mập vẫn còn nằm đó kìa, bye bye anh Mập. Sao cảm giác cái thời tiết nó đang muốn chuyển mưa đó ta? Thời tiết khác coi. Thời tiết này không mưa à. Thôi, đúng rồi, vậy mới đẹp chứ. 200 cây chuối trên giờ. Ê khoan, hết xăng rồi. Đổ xăng cái đã. Chạy ngồi hết xăng luôn. À mà nói gì mình chạy khu này hoài à, qua khu kia đi. Có cái đổ xăng nào mà nó nằm dưới này không? Rồi chụm đổ xăng rồi. Đây. Gas station. Ở đâu vậy? Có xuống dưới này nói, xuống dưới này coi. Xa quá. À đây. Có chỗ này nè, xuống đây chơi. Sẵn mình test xe buýt con này luôn. Test thử nha. Ui! Nhìn như kiểu mà hai con vịt mà nó đụng cái nó bè hai cái chân ra vậy. Nào, hai đây nè. Con xe này lộn xe rồi. Bữa nào có lộn không? Fuck you. Chạy hả? Nó chỉ tay mình cũng chỉ tay, có liên quan gì nhau, tự nhiên mấy đứa kia nó la, trong khi nó chỉ tay không có đứa nào la hết trơn. Bất công. Quầy cảm thấy mình thật là xe được làm bằng mình nghĩ là titanium ha. Xe siêu nhân mà lị trời, giống như mấy ông con này là con thú của mình á. Con này là có con gì ta, con sư tử đúng không? Con mà nó nằm ở công viên, đúng rồi. Khi mà gọi ra nó sư tử. Rồi đầy xăng rồi, để bình tiếp, chiến tiếp ơi. Nãy giờ mấy thằng gặp mặt rồi đó. 163m tới liền. Nhà này quen lắm. Dream Tower. Tao vô tao thấy ma chứ tao không thấy Dream đâu hết trơn á. Ma hù thấy bà luôn. Ok, anh Mập lên xe anh Mập. Anh chú là bọn em có dịch vụ giảm cân, anh có muốn giảm cân không? Muốn thì gật đầu đồng ý lên xe em cho anh vô viện nằm uống nước biển giảm cân. Còn không muốn thì thôi, chở anh tới nơi. Anh không hiểm không? Mình béo. Không hiểm đi mình béo. Béo ơi, mà đâu. Anh không hiểm đi. Không nói không, nói thôi đi, mệt. Win. Đã nói là con xe nó mất lái, ông hiểu không? Tôi bị mất lái, tôi không có phải là cố ý cho ông đi bộ đâu. Nói chung là mình phải chạy đàng hoàng lại mới được, chạy vậy không ổn rồi. Không, chạy vậy là người ta ngồi người ta bay hết. Không ổn. Chạy từ từ như chưa thôi. Hứa với lòng chạy từ từ. Hứa luôn. Hứa chung thề nha. Hứa khác thề khác. Xe đi, chạy già. Chạy mất dịch. Đi đâu? Đi Big Shop Chicken. Big Shop là cái chỗ đi bay á. Đi bay nằm ở đường Wildwood. Yeah. Hên quá. Hên là ông chưa té, hên là ông ôm eo. Ê, hỏi ông đi bay không? Đi bay không? Tôi cho ông đi bay. Không. Giờ muốn bay thì gật đầu cái đi, cho đi bay lên trời nè. Này đi bay kiểu đi ngược chiều á. Dí, mấy cú bắp. Rồi, ủa không phải hả? À, Big Shop gà, Big Shop chicken là ở đây là chỗ bán gà, vậy là lộn chỗ rồi. Tưởng là cái tại kia cũng chưa là Big Shop, mà Big Shop kia là nó ghi chữ W tờ F chấm hỏi. Có hình cái đĩa bay ngoài thiệt luôn, đĩa bay trong game á. Cái đĩa bay thiệt trên cái chỗ cửa hàng á. Này bệnh viện đúng không? Ok. Ê, Mập này giống thằng Mập kia quá vậy. Mới giảm cân à. Đúng rồi, nó thằng Mập nãy cũng đầu chọc, cũng đen thu nhưng nãy hịch luôn, cũng mặc quần này, gió này.
Hả, kia áo xanh. Đúng rồi, như đó đó mới giảm cân á. Ông thấy hiệu quả giảm cân không? Hơi bị dữ. Từ rồi. Nhấp ga chứ không dám đè ga nữa. Dặn dặn nhẹ nhẹ chứ không dám mà dặn đẩy một hết vòng luôn là chết luôn, bay lên trời luôn á. Ui, cái thắng thằng tay thắng bánh sau á, nhắm cái ăn liền còn thắng bánh trước rồi thôi miễn bàn đi. Thắng tới mai cũng ăn nữa. Này được đường vắng nè. Ôi xíu nó vừa con xe rồi, xíu nữa đâm đầu vô cái đít con xe rồi. Bay nè, bay nè, bay nè. I believe I can fly. Thôi bỏ đi. Ủa đi xa vậy? Central LS Medical Center. Trung tâm nhà hàng tiệc cưới. Giỡn rồi chứ, trung tâm bệnh viện LS Los Santos Medical Center. Ủa mà mình nhớ nó đâu phải nằm đây đâu ta. Ở đâu? Lộn, đi từ trung tâm bệnh viện. Cái chỗ nãy mình đón là bệnh viện, đó là Central LS Medical Center. Còn hiện tại nó đến là đến nhà, địa chỉ nhà riêng 4588 Milton. Trời ơi, nó hồi lợi lưỡi luôn. Ý xứ ha. Xa xa vậy. Mừng mừng bắt đầu quá nha bà chị. Từ từ mừng 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 được, được. Đó, chơi luôn. Ơi không được, hụt rồi. Đây 375m nè. Sao á, đi tốn xăng mà tới nó không có đi nữa. Tới gặp mà nó đi mà được. Ít ít người á mệt lắm. Ok. Missy. Lên lên. Lẹ lẹ lẹ. Lẹ đi mập. Con xe. Ừ lạ thiệt chứ. Lạ lắm á, gọi xe tới mà nó không đi á. Tên xuống nó đục mỏ mày luôn không? Ờ đi rồi. Ui. Ê. Không giỡn nha, tôi nói ông giỡn, tôi nói ông vài câu cho vui thôi chứ không có ý gì đâu, đừng nợ nón nó à. Máy bay đi ngang nó tưởng đâu mà bơm nó thả xuống. Máy bay đây là mấy con dịch á. Dịch chim đồ bay ngang thấy tâm đẹp á, thả bơm xuống. Pum. Thơm cái đầu. Ông là nói với tôi không có là nón đâu à, tôi có bộ đồ này tôi. Lên xe đó anh trai. Quyết định lên xe lại không? Em chờ lên xe đi. À, nó sợ quá rồi. Dấp mặt vô nguyên cái góc tường cái bụp cái đầu. Hết là nó mới hiểm á. Nó rồi. Đi diễn vậy nó gì cái gì mà nguyên một đàn. Nó mới hiểm không đâu, nó mới hiểm là chết luôn. Ủa mày kia đi đâu vậy? Tao đây này mà. Cúc cu. Có ai ở nhà không? Cúc cu. Cúc cu. Nhớ nó đi đường vòng, nó đi từ bên này. Nó vòng qua sau nhà, nó vòng lên tới bên này, đúng không? Chưa thấy động tĩnh. À đúng rồi, kìa. Hay lắm. Biết tập thể dục á. Ồ nó tôi nhớ có ba đứa. Ừ đúng rồi đó, thấy không? Ba con mà. Hai con bướm già với một con thằng này thằng gì ta? Không bỏ đi, quýnh lộn đi. Không bằng mày quýnh lộn. Đúng rồi. Trời ơi, ôi cái cú này gãy cổ luôn trời. Sao con mẹ kia đứng yên vậy? Để người ta quýnh lộn mà nó đứng yên à. Này chắc là mẹ mẹ chồng và mẹ vợ, còn hai này là hai vợ chồng đó, chán luôn đúng không? Đúng, đang đúng rồi, nó ngấm luôn rồi. Ê chưa quýnh cho đã, nó kêu đó không phải lỗi của tao. Đi đến hai này quýnh lộn vui. Ừ còn chồng ngu rồi, chồng ngấm chắc luôn. Thôi bỏ đi, cố lên cố lên cố lên, quýnh nó đi.
quýnh nó. Yeah, nó né nó kêu quýnh nó. Ừ đúng rồi, rồi xong knock out. Chưa knock out được nữa. Thằng này sức con trai nó quýnh thường nha, này knock out giờ. Quýnh nó lại. Đúng rồi em gái hay lắm, quýnh nó cái nữa. Đá nó, đá dưới đá lên á, đá dưới đá lên á. Đá ở giữa, đá dưới đá lên nó. Trời mày ngu quá à. Yếu nhất chỗ đó đó mà đá nó đi. Quýnh tới sáng rồi, rồi rồi xong. Knock out. Trời ơi. Ác không? À chị gái lợi dụng cơ hội đi lên xe. Không em. Thôi nó mày ác. Mẹ chồng mẹ vợ đâu nó lâu vậy á. Rồi giờ ta hai con mắm nó quýnh lộn đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, ta mới knock out xong mà. Chứ là mình tạo cơ hội cho những bà này thỏa sức tung đấm cho nó vận động khẽ tay khẽ chân đồ. Gì đụng vô cái bả lại vậy? Búp càng hả? Quay camera qua chứ. Ôi. Quýnh hoài không có đâu nào knock out. Trời xe đụng chết đi. Không có mắm nào knock out giùm luôn á. Yêu cầu viện trợ xin ít vũ khí ơi. Tao xuống tao gõ đầu từng thằng nè. Đâu rồi vũ khí đâu rồi. Thề xuống gõ đầu mỗi thằng cái cốc. Đây. Một thằng. Hai con. Ê quýnh 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 quýnh. Đừng có chạy, đừng có chạy, đừng có chạy. Ê đừng có đụng tao, đừng có đụng tao. Cái gì vậy? Nó chạy kìa. Dí 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 dí. Đụng nó nha. Bóc. Mày hả mày? Trời ơi máu à. Thằng chồng mày quýnh 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 xong nó. Tôi đợi lâu thấy bà luôn, tốn tiền không. Nãy giờ luôn á. Cây này công nhận cây này quýnh đã chứ tán cho đầu cái cốc. Bể đầu. Xịt máu. Nói chung là mình quýnh nó cho nó bỏ tức thôi chứ không gì không có ác hay không giết người gì đâu. Mấy bạn đừng có làm theo nha. Đừng có như thằng nhóc thằng nhóc 8 tuổi. Lại có hai like. Giống như thằng nhóc 8 tuổi nó chơi GTA 4 phải GTA 5 GTA 4 chứ ta. GTA 4 GTA 5 gì đó. 8 tuổi nó chơi xong giết mẹ luôn. Giết mẹ hay bà giúp việc gì quên bà rồi. Trong khi đó game 18 tuổi trở lên. Hay. Ê, tao theo dõi mày nha. Rồi hết sao lẹ đi đón cuốc nó coi. Đói quá. Bay nè, bay nè. Ây da, bay không được. Như từ dưới lên bay không được, chứ hai thằng đụng nhau bay được. Ây, lộn hướng rồi. Biển số, gao đỏ trời, xe anh mà. Không bay lên được, nó chỉ đụng được cái cùng lắm là đụng được thôi. Rồi 300m tới liền. Đường này bảo đảm là tới nơi nè. Không tới là lấy tiền. Hello. Lên đi, lên đi, lên đi. Lên đi mày, đứng mày lấy xe mà còn chịu lên mà đứng mày nhìn nữa. Giỡn mặt với mày ghê luôn á. Một. Hai. Ba. Bốn. Được. Đứng tới năm là cho mẹ gậy bóng chày luôn, như hai con mẹ nãy với thằng cha nãy là xong luôn à. Bể đầu luôn á. Thôi. Tôi hứa là trận cuối cùng dán đi cuối cùng tôi sẽ cho đi tới nơi mà. Thí chủ cứ yên tâm. Niệm Phật cũng được. Niệm Phật hoặc là đọc cái gì ta. Thường bên đạo chúa là người ta làm gì ta. Bên Phật là niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật hay cái gì đó. Còn bên đạo chúa là cái gì mình không có rõ. Như là như cầu xin chúa hả. Cái này mình không có rõ tại mình không có bên đạo chúa. Rồi tới nơi. Ê không giỡn nha, em chơi vô mua súng bắn đầu thôi nha. Rồi ok bye. 70 đô. Đi đi biến đi khuất mắt.
Rồi ok, video mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ là kêu gọi của mình like video và chia sẻ lên các trang mạng xã hội với mình. Và đừng quên là comment các bạn phía dưới, cũng như là ủng hộ game, ủng hộ series mình, ủng hộ kênh của mình nhiều nhiều ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.